Hello xin chào mọi người đến với channel của mình. Ajato đã được ra mắt vào ngày hôm qua và trong video của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình với nhân vật này. Dựa vào các team phổ biến đang được lắp ghép với Ajato để xem là sức mạnh của anh chàng này như thế nào và với những ai đang phân vân có thể có một cái nhìn nó khách quan hơn để đưa ra cái lựa chọn là có nên roll Ajato hay không hay là để dành cho các nhân vật phía sau. Hiện tại thì mình thấy có 3 đội phổ biến dành cho Ajato đang được nhiều anh em quan tâm đó là team bốc hơi có Benet Sang Linh, team điền cảm chơi quanh fixo Bay đầu jaimiko và team bắp sức mạnh cho DPS chủ lực Ajato, tức là team chơi cùng với Junjin. Đầu tiên là về team bốc hơi, đa phần hiện tại trong cái team này sát thương chủ lực sẽ là Sang Linh, người có thể cho ra cái lượng sát thương rất lớn trong thời gian dài và phạm vi rộng. Do đó thì vai trò của các nhân vật hệ thủy trong cái team này sẽ là mồi nguyên tố thủy để Sang Linh có thể kích hoạt được cái phản ứng bốc hơi nhân 1,5 sát thương. Cái điều này thì các bạn có thể dễ dàng hình dung trong team của Chaiol Tatalia. Vậy thì Ajato có làm được cái điều mà team Chaiol làm được hay không? Ở đây thì sẽ có một cái vấn đề mà nhiều anh em tranh cãi rất nhiều. Đó là Ajato có cái ACD theo dạng tiêu chuẩn, tức là đòn đánh thứ ba hoặc là sau 2,5 giây mới cấp ấn thủy được một lần. Do đó thì nhiều anh em tranh cãi là người thì bảo là cấp ấn được, người thì bảo là không cấp ấn thủy được để cho sang linh bốc hơi. Thì cái này mình cũng đã test và các bạn cũng có thể thấy chính xác là Ajato chém 3 phát thì mới áp ấn thủy được một lần. Tuy nhiên thì nếu như các bạn đứng đánh liên tục, tức là nhấn giữ đánh thường khi bật E, thì vẫn có thể cấp ấn thủy đủ để chiêu nộ của sang linh bốc hơi bởi vì cái non đánh thường lúc này của ajato nó khá là nhanh và vòng xoay chiêu nộ của sang linh nó cũng đủ chậm dẫn đến cái việc là ajato có thể chém 3 phát cấp thủy cho vòng xoay gây sát thương bốc hơi một lần tức là vẫn có thể cấp thủy đủ nhưng mà đấy là cái trường hợp mà chúng ta ở trong cái điều kiện lý tưởng tức là chỉ việc đứng yên chém cấp thủy và quái nó cũng đứng yên cho mình ra trong cái trường hợp mà quái nhảy nhót linh tinh hoặc các bạn buộc phải di chuyển dẫn đến việc chém không đều tay thì nó sẽ mất đi cái sự ổn định về việc áp ấn cho sang linh bốc hơi. Cái này thì Chai Hồ làm tốt hơn do có thể cấp ấn thủy liên tục. Vậy thì qua cái câu chuyện mà hai bên tranh cái người thì bảo Ayato cấp ấn được cho sang linh người thì bảo không. Theo cái ý kiến cá nhân của mình thì ai cũng có phần đúng trong cái câu chuyện này. Ayato vẫn cấp ấn thủy được cho sang linh mặc dù là dính ICD. Tuy nhiên thì cần ở trong cái điều kiện lý tưởng và nó không mang tính ổn định như là Chai Hồ Tartaglia. Cái thứ hai một cái điều rất là quan trọng trong cái đội này Đó chính là thời gian tồn tại của cái bánh xe lửa sang linh Và kỹ năng nguyên tố Ayato nó không tương đồng nhau Với sang linh thì châu nộ tồn tại ở cung mệnh 4 là 14 giây Và tại cung mệnh dưới 4 nó là 10 giây Trong khi đó thì thời gian hiệu quả của kỹ năng nguyên tố Ayato nó chỉ là 6 giây Dẫn đến việc là sang linh quay chưa xong thì Ayato đã hết E rồi Thành ra là cho dù cấp ấn thủy ổn thì cái thời gian nó vẫn là quá ít so với chiêu nộ của Sang Linh. Do đó thì cái sát thương của đội nó thiếu hụt đi rất là nhiều. Mình cũng đã test thử cho mọi người xem là cái chiêu nộ của Ayato thì cái khả năng cấp thủy cho nộ của Sang Linh nó cũng không tốt. Không đủ để Sang Linh có thể bốc hơi một cách ổn định được. Ok, như vậy thì Ayato theo mình ở trong cái tí bốc hơi nó không phải là cái sự lựa chọn lý tưởng. Khi mà có Chaiho một nhân vật cận chiến hay thủy khác có thể làm được tốt hơn về khả năng cấp ấn thủy cũng như là cái thời gian cấp ấn. Nhưng mà team này vẫn có thể hoạt động được nếu các bạn muốn chơi bởi cái sức mạnh đến từ cặp Bennett và Sang Linh là cực nhiều. Đi kèm với việc là Ayato vẫn có thể cấp thủy được trong 6 giây cho Sang Linh với điều kiện lý tưởng. Tiếp theo đó là team điện cảm. Trong cái team này thì Ayato sẽ là người ra sân đánh thương, gây sát thương kèm theo đó là kích hoạt các nguồn sát thương của các nhân vật khác như là Fixal của mệnh 6 hay là Quy của bảy đâu. Cái đội này thì không quá là lắm ngay cả nhân vật hệ thủy trước đó là Kokomi cũng đã được dùng trong cái đội này rất là nhiều Fixo hay là Jaimiko kẹp với Bay đâu cộng với một hệ phong cộng với một nhân vật hệ thủy ra sân đó cái team điện cảm nó sẽ là như vậy đây là cái đội mà mình thấy kết hợp với Ajato khá là ổn và cái sát thương tổng trong team thì Bây đâu sẽ chiếm một cái phần rất là lớn do chiêu nộ có sát thương cao và nảy trong phạm vi rộng Ajato sẽ là người ra sân đánh thường để kích hoạt nộ của bay Đâu cũng như là quạ của Fixo nếu như Fixo cũng bị sáu Lợi thế của team này là có công hưởng nguyên tố lôi, giúp cho khả năng sạc của các nhân vật hệ lôi nó mạnh hơn và hỗ trợ cho team một phần năng lượng nguyên tố. Tuy nhiên ở cái team này thì có hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là cái thời gian tồn tại quy của bầy đâu nó cũng khá là dài. Trong khi E của Ajato nó chỉ là có 6 giây. Nó cũng giống như cái vấn đề gặp phải ở trên của Sang Linh. Tức là về Ajato thì thời gian kỹ năng nguyên tố nó hết rồi, nhưng mà chiêu nộ của bầy đâu nó vẫn còn và buộc phải dùng các nhân vật đánh thường để kích hoạt sóng lôi. Hoặc là trong cái đội này thì thường mình sẽ cho bầy đâu dùng nộ đầu tiên để cái lúc mà ai cho tôi dùng e xong thì nộ của bé đâu nó cũng vừa hết như vậy thì nhờ nó sẽ khớp về cái mặt thời gian hồi chiêu của hai nhân vật cái vấn đề thứ hai đó là sẽ cần một nhân vật hệ phong có khả năng hồi máu vì cái cách chơi của Ayato nó khá là bị động thường là đứng một chỗ đánh nên ăn sát thương rất nhiều do đó thì cần có nhân vật hồi máu trong đội mà hệ phong hồi máu hiện tại chúng ta có Jin và Sazu hai nhân vật không quá mạnh nên là về mặt bằng chung thì mình thấy tim điển cảm có nhân vật hệ thủy hồi máu nó sẽ dễ chơi hơn ví dụ là Kokomi bởi vì các bạn có thể kết hợp được các nhân vật hệ phong công quái giúp cho đồng đội nó mạnh hơn. Ví dụ như là Kazuha có khả năng bắp sát thương nguyên tố này hay là Sucrose có khả năng bắp tinh thông. Về team điển cảm thì mình đánh giá là ở mức ổn cho Ayato, chơi được nhưng không quá mạnh nha mọi người. Team thứ ba đó chính là team bắp hỗ trợ cho Ayato để anh chàng này có thể cho ra được những cái đòn sát thương đánh thường mạnh nhất có thể. Chúng ta sẽ cần một support quan trọng đó chính là Junjin. Junjin có thể bắp thêm sát thương cho các nhân vật sử dụng đòn đánh thường làm sát thương chính và đẩy sát thương của Ajato lên một mức cao hẳn, thay vì là cái vai trò kết hợp với đồng đội như là ở hai cái team trước. Với Zhongjin thì chúng ta có thời gian bắp đến từ kỹ năng nộ như thế nào? 12 giây tồn tại và 15 giây hồi chiều Sau một thời gian trải nghiệm thì mình thấy đây là khoảng thời gian tương đối hợp lý. Để đi cùng với kỹ năng nguyên tố tồn tại 6 giây của Ajato. Các bạn có thể khởi đầu bằng cách dùng nộ của Zhongjin trước, sau đó thì sạc E hồi lại năng lượng, rồi đổi qua nhân vật thứ hai hoặc là thứ ba, sau đó thì quay về Ajato nộ rồi E thì cái thời gian bắp nó sẽ còn lại đâu đó khoảng 7 cho đến 9 giây. Mình nghĩ đây là cái khoảng thời gian đủ tốt để bắp cho Ajato. Sau đó thì chúng ta quay về sạc và Junjin cũng hồi chiêu, có nộ. Tiếp tục một cái vòng tuần hoàn liên tiếp mượt mà. Về vị trí thứ ba và thứ tư thì các bạn có thể tùy biến linh động, tùy theo nhân vật các bạn có hay là điều kiện vật ải, cần nhân vật hệ gì. Với Junjin thì nếu như đội có 4 hệ khác nhau thì khả năng bắp sát thương nó sẽ là tối ưu nhất. Theo mình thì ba hệ là ổn rồi, bốn hệ thì càng tốt. Vị trí thứ ba có thể chọn một nhân vật bắp tấn công như là Bennett. Bennett cũng có thời gian bắp tương tự như là Junjin, 12 giây tồn tại và 15 giây thời gian hồi. Nói chung là với thời gian tồn tại ngắn 6 giây như kỹ năng nguyên tố của Ajato Thì nếu các bạn dùng Bennett quy xong, đổi qua Ajato luôn thì vẫn sẽ bị lãng phí cái thời gian bắp của Bennett. Nên là mình thấy cái thời gian 6 giây nó vẫn hơi ngắn để có thể tối ưu được các cái bắp đến từ Bennett hay là Junjin. Vị trí thứ tư thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Có thể chọn Zhongli. ly thì chúng ta sẽ có thêm khiên này, chúng ta có giảm kháng này, có thêm công hưởng nguyên tố nham. Hoặc là các bạn có thể chọn một sub DPS hỗ trợ sát thương cùng. Ví dụ như là fixo Rosaria hay là Jaemiko hoặc là một nhân vật hệ phong khác. Nhưng mà cần lưu ý một điều đó là Ajato chỉ có thể mồi nguyên tố thủy bằng châu nộ. Nên nếu như kẹp hệ phong thì cần phải lưu ý vài điều. Cái này thì mình sẽ nói ở cái video khác nhá. Trong ba đội thì mình đánh giá là cái đội dạng này nó là ổn nhất. Ajato sẽ không cần quan tâm đến cái ICD nữa và được bắp sát thương đánh thương rất nhiều. Cũng như thời gian hồi và tồn tại của các kỹ năng bắp đến từ Junjin, Bennett nó cũng không quá dài và khả năng nạp tốt nên là cái vòng tuần hoàn của các kỹ năng nó ổn và nó mượt hơn rất là nhiều. Đội này thì các bạn có thể linh động nhiều vị trí được. Tiếp đến là team sang linh. Mặc dù theo lý thuyết là Ajato có vấn đề về ICD cũng như là cái thời gian E của Ajato thì nó không ăn khớp với cái quy của sang linh nhưng mà sức mạnh của cặp sang linh Bennett là rất vượt trội so với các nhân vật phía bên team điện cảm. Còn team điện cảm thì mình thấy chơi cũng rất là tốt nhưng mà về cái mặt nguyên tố cũng như là nhân vật hỗ trợ thì mình vẫn đánh giá Bennett và cũng hưởng nguyên tố hỏa. Nó vẫn là một cái gì đó rất là khắc bọt. Nếu như các bạn có những cái team dạng khác thì có thể chia sẻ ở phía bên dưới bằng cách comment nhá. Ajato là một nhân vật mà mình thấy sẽ chơi theo cái thiên hướng giống Joymia tức là thiên về tấn công thường thay vì phản ứng nguyên tố khác với roi bắn từ xa đơn mục tiêu thì ayato đánh gần nhưng mà đánh được nhiều mục tiêu thứ hai là cái kỹ năng nộ của ayato nó sử dụng tốt hơn nhiều so với roi mia ngoài ra còn có các cái ưu điểm khác như là chém nhìn khá đẹp phạm vi rộng hay là tăng khả năng kháng gián đoạn khi bật kỹ năng nguyên tố và xét thành như vật thì chúng ta không có nhiều sự lựa chọn xét giác đấu này xét thủy này và xét thành như vật mới nữa cái phần xét thành như vật thì mình sẽ làm ở cái video khác nhá nhược điểm thì mình thấy có các cái nhược điểm sau Thứ nhất đó là thời gian tồn tại của kỹ năng nguyên tố nó khá ngắn. Dù là hồi nó cũng nhanh, 6 giây tồn tại và mất thêm 6 giây để hồi, nhưng mà do tồn tại có 6 giây nên là không thể theo cùng kết hợp được với các kỹ năng nộ mạnh một cách hiệu quả, ví dụ như là quy sang linh hay là quy bê đâu. ICD thuộc dạng tiêu chuẩn. Cái này thì từ giờ mình nghĩ là các nhân vật theo hướng tấn công thường sẽ có cái ICD như thế này, tức là phản ứng nguyên tố thì hiệu quả nó không cao. Hai thiên phú nội tại mình đánh giá không quá tốt. Một cái thì giúp tích thêm cái stack Namisen tăng thêm sát thương dựa vào HP Mặt khác thì cái hiệu quả này chúng ta có tối đa là 4 tầng Và cũng khá dễ tích bằng cách là đánh thường trúng địch Do đó thì mình thấy thiên phú này hiệu quả nó không cao Đặc biệt là với những ai cũng mạnh không Thiên phú thứ hai giúp cho Ajato có thể hồi năng lượng 2 điểm mỗi giây khi dưới 40 năng lượng Tuy nhiên mình thấy khi mà Ajato dùng nộ rồi bật E chém thường Thì hồi cũng khá nhiều năng lượng rồi Nên là thường sẽ vượt qua 40 năng lượng hoặc là cũng gần đủ Thành ra cái thiên phú này nhìn thì tưởng ngon nhưng mà ít khi được hưởng lợi. Nếu như mà thiên phú nội tại nó bắp thẳng sát thương nguyên tố thủy thì mình nghĩ nó ok hơn. Nó giống như là Huta hoặc là Ayaka ấy, bắp thẳng sát thương nguyên tố hỏa hay là bắp thẳng sát thương nguyên tố băng luôn. Tóm lại thì đây là một nhân vật mình thấy nó tương đối cân bằng. Cảm giác như là đợt gần đây thì Genshin ra mắt các nhân vật đều theo thiên hướng là ổn ổn, tức là không quá mạnh nhưng mà cũng không quá yếu, chơi tốt và không đến mức phá game như các nhân vật tốc đầu. Do đó thì nếu như các bạn cần một nhân vật khỏe, đúng chất, mạnh hẳn, gánh tim thì mình nghĩ là Ai chưa có Ajaka thì nên chờ ở bên đâu phía sau Hoặc là đợi lấy Kazuha Còn anh em chơi theo hướng trải nghiệm như mình Và thích Ajato thì mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn nó cũng khá là ok Đủ để các bạn chinh chiến mọi nơi Full sao la hoàn nên là không phải lo nhá Vậy thì theo các bạn Ajato là một nhân vật như thế nào Các bạn có cảm thấy hài lòng về nhân vật này hay không Hãy chia sẻ bằng cách comment ở phía dưới Chúng ta cùng chém gió cho nó vui nhá Phần build và chỉ số mình sẽ đăng sau cho mọi người tham khảo Video của mình sẽ tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ủng hộ mình bằng một like một đăng ký hẹn gặp lại ở video sau bye bye